những doanh nghiệp SMEs hoặc là startup của chúng ta thường hay gặp rất là nhiều cái khó khăn. Điển hình phải kể tên ở trong số đó, đó chính là doanh số và hình ảnh của doanh nghiệp sau nhiều năm vẫn cứ loay hoay và quanh quẩn ở một chỗ. Hoàng không phải là chuyên gia, tuy nhiên Hoàng biết ngay vào lúc này, nếu như trong trường hợp chúng ta cứ đẩy hết gánh nặng doanh số lên phòng sale, về lâu về dài thì đó lại không phải là cách hay. Tuy nhiên, khi mà doanh nghiệp của chúng ta có thương hiệu, khách hàng chắc chắn là sẽ tự tìm tới, hay chí ít đó là giảm áp lực bán hàng cho bộ phận sale khi mà họ phải thuyết phục người mua. Vậy thì phải làm sao để doanh nghiệp có thương hiệu? Phải làm sao để có thể giảm bớt gánh nặng doanh số cho phòng sale? Theo một cái lẽ thông thường, có phải là chúng ta sẽ nghĩ ngay hai từ trong đầu, đó là quảng cáo phải không ạ? Chỉ cần bỏ tiền ra chạy quảng cáo là đủ, thế thôi. Nhưng mà thực ra, trên thực tế, với 10 năm kinh nghiệm làm marketing, từ truyền thống cho đến hiện đại, rồi từ online cho đến offline của Hoàng, hay bất kể một chuyên gia nào khác về marketing ở ngoài kia đi chăng nữa, thì đều hiểu rằng một cái điều như thế này, thưa các anh chị, đó là quảng cáo chỉ là một giai đoạn vô cùng nhỏ, rất rất nhỏ, trong gần cuối một chuỗi chiến lược marketing dài hơi của một doanh nghiệp mà thôi. Nhưng mà đâu đó vẫn sẽ có những cái lầm tưởng rằng là marketing thực ra sẽ tốn rất là nhiều tiền, từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ đồng hay vài chục tỷ đồng để mà thuê KOL hoặc là KOC hoặc là chạy sự kiện vân vân, tiền đâu mà làm, phải không ạ? Suy nghĩ này thực ra rất là sai lầm. Marketing có rất nhiều cái trường phái, từ nhỏ cho đến lớn, không phải cứ lúc nào đánh chống cua chiên thì cũng gọi là hiệu quả. Làm marketing đúng là phải giải quyết được các từ khóa và được các vấn đề như sau. Thứ nhất, đó là vấn đề về tiết kiệm. Tùy theo từng loại hình, từng quy mô của doanh nghiệp, chúng ta có những kế hoạch khác nhau phù hợp với khả năng tài chính của chính doanh nghiệp đó, và phải tiết kiệm cả về mặt nhân sự nội bộ nữa. Thứ hai, đó là không có vỏ hình. Việc PR một cách rầm rộ và trá hình chỉ giải quyết được việc đó là được biết thôi, chứ còn tin yêu hoặc là tin tưởng hoặc là trung thành thì lại không có. Hay ông bà ta thường hay gọi đó là có tiếng mà không có miếng đấy ạ. Thứ ba, đó là vấn đề về bán hàng. Marketing hiệu quả phải tăng được 3 chỉ số. Thứ nhất, đó là CTR, chỉ số thu hút cho doanh nghiệp. Thứ hai, đó là Trust Index, chỉ số tin tưởng của thị trường vào sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Thứ ba là CR, tăng tỷ lệ chuyển đổi cho phòng sale. Và dĩ nhiên rồi, đúng không ạ? Sau tất cả việc mà chúng ta làm cũng chỉ để mong muốn có tiền cho doanh nghiệp và có doanh thu cho doanh nghiệp mà thôi. Thứ tư, đó là về truyền thông nội bộ. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng nhân viên của bạn làm tại công ty của bạn vì điều gì hay chưa? Đừng nói với Hoàng rằng là vì tiền hay vì công việc. Thực ra ở ngoài kia có rất là nhiều các doanh nghiệp có như khả năng cho nhân viên của bạn nhiều hơn chính bạn rất là nhiều. Vậy thì marketing phải làm sao để truyền thông nội bộ, để quân hiểu ý tưởng, văn hóa doanh nghiệp một cách mạnh mẽ là cục nam châm để có thể thu hút ứng viên tài năng. Và đồng thời điều đó cũng sẽ giảm gánh nặng tuyển dụng cho phòng nhân sự. Và cuối cùng, vấn đề về khác biệt. Nhờ vấn đề về văn hóa, giá trị cốt lõi, bài bản và doanh nghiệp không đại trà trên thị trường, và doanh nghiệp đó sẽ dễ dàng nổi bật giữa hàng tá các câu chuyện truyền thông khác. Ấn tượng sâu sắc đó sẽ giúp cho khách hàng luôn nhớ đến ta lâu hơn và tích cực hơn. Từ đó chúng ta cũng sẽ dễ dàng mở rộng được thị phần hơn. Làm điều gì đó hay kiếm thứ gì đó ở trên thị trường để có được 2 trong 1 đã khó, chứ đừng có nói tới là 5 trong 1. Vậy thì bạn hãy tự hỏi thử xem tại sao phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, trong đó có chúng ta, thì cứ cố gắng bám trụ vào các kênh bán hàng cố hữu, trong khi đó đối thủ của chúng ta thì đang có tới hàng chục đại lý, hàng trăm đại lý ngày càng ăn nên làm ra và thoát xác qua vùng doanh nghiệp tầm trung và lớn. Hãy ngừng lại một chút ạ, chúng ta cùng nhau suy nghĩ tại sao như vậy, tại sao lại như vậy ạ, tại sao chúng ta vẫn cứ đi giải cái bài toán doanh số mỗi một ngày, hay là loay hoay với câu chuyện thương hiệu lẹt đẹt, văn hóa không có, nhân sự nội bộ cũng không ổn định, kể cả sau nhiều năm. Không phải cứ đi theo một cái mô típ thành công nào đó thì ta cũng sẽ thành công. Vậy thì làm sao để doanh nghiệp của chúng ta có thể cân bằng được cả 5 điều như trên ạ? Hãy tham gia khóa học CMO, Giám đốc Marketing Online tại Brandskitter Việt Nam. Từ chiến lược cho đến thực thi, từ digital, branding, event, xây dựng phòng marketing cho tới nghiên cứu thị trường và xây dựng văn hóa nội bộ vân vân và mây mây, tất cả đều đầy gộp cả. Nhưng mà cái cốt lõi của chương trình học này sau khi mà học viên học xong là hoàn toàn có thể xây dựng cho chính doanh nghiệp của mình hoặc là doanh nghiệp của đối tác một kế hoạch marketing bài bản, chiến lược. Và nó cũng không hoàn toàn dừng lại ở mặt marketing mà còn sâu hơn, đó là câu chuyện về truyền thông nội bộ và cũng vừa khớp với yêu cầu và khả năng của chính doanh nghiệp đó. Marketing ngày càng trở nên quan trọng để một doanh nghiệp có thể thành công. Giờ đây, chúng ta không còn chỉ nói đến mỗi câu chuyện đó là quản trị và bán hàng nữa rồi. Hãy cùng nhau đi từ những thứ nhỏ bé nhất, tưởng chừng là tầm thường nhất mà lâu nay chúng ta đang bỏ qua, để kiến tạo lên những cái thứ phi thường. Đừng ngần ngại tham khảo khóa học ngay vào lúc này. Nên nhớ, ở cái tầm của cấp quản lý trở lên, hành động của bạn phải quyết đoán và không chần chừ. Hoặc là bạn cứ từ từ đi, rồi vài năm sau nữa doanh nghiệp của bạn vẫn cứ như hiện tại. Hoặc là dứt khoát để mấy năm nữa không phải gặp các vấn đề như trước đây. Hẹn gặp lại bạn ở trong khóa học.